phút 3 ngàn mà. Quyên có 5 ngàn, Quyên cho thằng phút 3 ngàn, họ Quyên còn mấy ngàn? 5, 2. Rồi tiếp. Quyên có 5 cục kẹo. Quyên có 5 cục kẹo này, giữ tay ra. Mẹ cho Quyên thêm 2 cục. Rồi thằng bố xin của Quyên 3 cục. Họ Quyên còn mấy cục? Rồi giỏi thằng Quyên rồi ạ. Tiếp nha. Quyên có 10 cục kẹo. 10 cục kẹo sao đủ? Rồi thằng Phúc lấy 5 cục. Cô anh lấy 2 cục. Ủa không, họ Quyên còn mấy cục? 3. Rồi thằng Phúc được mấy cục? 3. Nhớ 3. Này cho thằng Phúc mấy cục nhớ. Hay quá, 5 cục. Ủa tự nhiên với nhau quên 5 cục làm gì vậy? Anh xong xuôi dữ vậy trời. Tiếp nha. Rồi bài của cô. Đâu? 5. 5. Cộng cho mấy? Được bằng 9. 1. 5. 5. Cộng mấy bằng 9? 5. Cộng 3. Cộng thêm 4. Rồi đúng. Phút mới sai mày ăn rồi. Cộng thêm 3 nữa. Cho 3. 10, 11, 12.